Ngày 20 tháng 10, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng các sản phẩm ô cốp năm 2021. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm theo đề án ô cốp năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai thực hiện 7 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao, gồm du lịch cộng đồng xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi và sản phẩm gạo xén cù mường lò yên bái. Ba sản phẩm 3 sao gồm thịt lợn hun khói, thịt trâu hun khói, gạo xén cù mường lò, gạo xén cù phúc sơn để triển khai chương trình có hiệu quả thị xã nghĩa lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với ủy ban nhân dân các xã phường có sản phẩm ô cốp đăng ký tham gia hoàn thiện ưu tiên việc nâng cấp phát triển các sản phẩm đã được công nhận tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về chương trình ô cốp tổ chức các lớp tập huấn để người dân hiểu rõ nội dung tầm quan trọng của chương trình ô cốp đồng thời tích cực chủ động hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể sản xuất thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm ô cốp liên kết tiêu thụ sản phẩm ô cốp, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo kế hoạch đề ra. Nhờ đó, đến hết tháng 9 năm 2021, thì sẽ Nghĩa Lộ có 5 sản phẩm được đánh giá xếp hạng, trong đó có một sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm đạt 3 sao. Tại buổi đánh giá, các thành viên hội đồng đã xem xét hồ sơ, tiến hành thảo luận thống nhất đánh giá các chỉ tiêu. Kết quả, cả 5 sản phẩm đều được đề nghị các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, dự thi cấp tỉnh.